Từ kẻ vô gia cư trở thành tỷ phú thế giới, Paul Zezio khẳng định tôi có thể làm tất cả mọi thứ, ngoài trừ việc dựa dẫm vào người khác. Hai tuổi cha mẹ ly hôn, 9 tuổi, ông phải vào nhi viện do gia cảnh khó khăn. Từng có lúc Zezio sống như một người gia cư. Thế nhưng, tất cả những điều đó cũng không thể ngăn cản vị tỷ phú này chạm tay tới thành công. Thật khó để tin rằng một người vô gia cư có thể trở thành tỷ phú. Sông John Paul G. đồng sáng lập công ty chăm sóc tóc John Paul Mitchell System và sản xuất rượu cao cấp Patron Spezit đã chứng minh không gì là không thể. Theo Celebrity Network, vị tỷ phú 78 tuổi hiện có tài sản dòng ước tính khoảng 3 tỷ USD. Câu nói giáo viên trở thành hú hít để làm lại từ đầu. John Paul G. sinh ra trong một gia đình nghèo có có hai anh em trai. Bố mẹ của ông đều là dân nhập cư Mỹ. Khi mới 2 tuổi, cha mẹ của ông đã ly dị và quyền nuôi con thuộc về người mẹ. Từ năm 9 tuổi, ông đã cùng anh trai đi bán báo và thiệp Giáng sinh khắp nơi để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Tuy nhiên gia cảnh khó khăn khiến người mẹ buộc phải gửi cả hai anh em vào cô nhi viện. Quãng thời gian sau đó, Zezio đã tham gia vào một nhóm giang hồ đường phố. Nhưng ông đã quyết định thay đổi cuộc đời sau khi bị giáo viên cho rằng sẽ không thể thành công dù làm gì đi chăng chăng nữa. Lúc đó, tôi biết mình không còn con đường nào khác ngoài việc phải tiến lên. Bạn không thể chờ đợi những bữa ăn miễn phí đến với mình được. Điều đó sẽ chỉ kéo bạn càng tụt lùi hơn mà thôi. Giòn tàu Jerejo chia sẻ. Từ đây, ông lại làm đủ nghề để kiếm sống. Không có tiền trả học phí, chàng thanh niên ngày đó lại nghĩ tới việc bán sách và bách khoa toàn thư. Khoảng thời gian ấy, tôi tới gõ cửa từng ngôi nhà để bán sách. Rất nhiều cánh cửa đã đóng sầm trước mắt tôi, nhưng tôi có thể làm tất cả mọi thứ ngoại trừ việc dựa dẫm vào người khác. Ông nói. Mọi cố gắng cuối cùng đã giúp Gergozier bén duyên với ngành kinh doanh chăm sóc tóc tại hai công ty Zicker và Firmer New Heke. Nhưng chớ trêu thầy, chỉ sau một thời gian, Gergozier cũng bị sa thải khỏi hai công ty này. Từ cậu bé vô gia cư trở thành tỷ phú, sau bao nỗ lực nhưng lại trở về với thất nghiệp và nghèo đói, Gergozier hoàn toàn có đủ lý do để buông xuôi và chấp nhận cuộc sống nhờ vào tiền trợ cấp. Thế nhưng ông đã cùng một người bạn của mình, Paul trổ dốc túi làm lại lần nữa với số vốn chỉ vòn vẹn 700USD. Thời điểm đó, các hình thức quảng cáo trên Internet chưa được phổ biến. Vì vậy, để tiếp thị cho các sản phẩm chăm sóc tóc, ông đã phải đi đến từng nhà phân phối, thiết trình trực tiếp. Cuối cùng, thành công đã đến, ông đã có hóa đơn đầu tiên. Kể từ đó, các sản phẩm dần dần được bán một cách phổ biến, đưa Paul Mitchell trở thành công ty triệu USD chỉ sau 2 năm. Sự kiên trì đã giúp John Paul Giorgio từ một start-up với nguồn vốn vòn vẹn 700 USD thành doanh nghiệp tỷ USD biến người ông vô gia cư năm nào đứng vào hàng ngũ tỷ phú. Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục tiên phong đầu tư vào những lĩnh vực mới mẻ khác. Từ cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, ông đã đầu tư tiền vào một công ty chuyên sản xuất điện thoại di động. Ngoài ra, ông còn mở một chuỗi các tiệm chăm sóc chó mèo. Năm 1989, Georgios sáng lập thương hiệu sản xuất rượu cao cấp Patern Spirit và tiếp tục gặt hái thành công. Hiện nay, mỗi năm Patern Spirit cung cấp hơn 2 triệu chai rượu tích lơ ra thị trường, chưa bao giờ đo thành công bằng tiền. Dẫu sinh ra trong nghèo khó, Georgios không đo lường sự thành công bằng tiền bạc theo CNBC. Ông cho rằng, thành công hiện tại là có thể giúp đỡ được nhiều người đang khó khăn về tiền bạc để đổi lại niềm vui to lớn và sự phấn khởi tột độ từ phía họ tôi từng chẳng có gì trong tay vì thế tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc khi có tiền và cho đi đây là cách tôi trả tiền thuê nhà cho hành tinh này để chia sẻ với những người kém may mắn hơn tỷ phú nhớ lại khoảnh khắc mẹ ông cứu giúp một người lính và nói với ông chúng ta có thể nghèo nhưng có nhiều người còn kém may mắn hơn vậy nên đừng ngần ngại giúp đỡ dù đó chỉ là một điều gì đó nhỏ bé những lời dạy này luôn khắc sâu trong tâm trí và trở thành hành trang đồng hành suốt hành trình còn lại của tỷ phú này Năm 2011, George Hill tham gia lời cam kết cho đi của Bill Gates và Warren Buffett cho một nửa tài sản của mình để làm từ thiện. Ngoài ra, ông còn thành lập quỹ để bảo vệ môi trường, giúp đỡ người nghèo và bảo vệ quyền động vật. Thông qua quỹ của mình, vị tỷ phú này đã quyên góp được hàng triệu USD hỗ trợ hơn 160 tổ chức từ thiện trên khắp thế giới, bao gồm Global Alliance một chương trình cung cấp hạt giống và công cụ để giúp các gia đình nghèo ở 6 bang khắp miền Trung ở ba giờ tự trồng lương thực đến chống suy dinh dưỡng. Và Sea Shepherd, một xã hội bảo tồn động vật hoang dã biển đối đầu với nạn săn bắn trái phép động vật hoang dã trên các đại dương. Tổng hợp